Xin chào các bạn, ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn cách làm kem sô-cô-la ở tại nhà đơn giản mà ngon nha. Sau khi làm xong, các bạn đem thố kem này bỏ vô tủ đá, cất trong tủ đá khoảng chừng 4 tiếng đồng hồ nha. Đây là thành phẩm mình mới làm xong nè, các bạn thấy có dễ không? Nếu các bạn thấy dễ, hãy cùng vào bếp với mình nhé! Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Đừng quên bấm nút đăng ký cho mình nha. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video sau. Bye bye!